Mấy anh em nào mà đang đánh chim đêm mà cần file của con chắc mỏ công, móc còng loại lớn, cái con này nè anh em, thì đây là cái bản mới nhất đánh dụ chim tháng 3 2021. Anh em nào cần bản gốc này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình để mua tiếng mới nha anh em. Thì Thuận sẽ bán anh em bản gốc là không có bị chèn nhạc vô. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bản chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua. Bảo về đánh cũng rất là ok. Anh em cần bản gốc chim này mà không bị chèn nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại. Không ngoài ra Thuận chỉ tặng tay 52 và sửa lọc bỏ ấm tất cả. Thuận đi tư vấn thêm tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm nay. Anh em lưu ý, bản tiếng chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận. Anh em làm xin quen cần qua bảo vệ đánh cũng rất là ok. Và sẵn tiện đăng ký kênh Săn Bản. Đồng thời anh em cùng những thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Thuận chỉ nhận rất nhiều bản chỉnh sửa lọc bỏ ấm tách rè và bản tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm tháng. Xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Săn Bản. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em cần bản gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua. Bảo về đánh cũng rất là ok. Ngoài ra Thuận chỉ nhận